chơi thôi. Bên này mình bán cái đúng không? Không, trong này là không cây nào bán, bán cây bò chi à. Trong đây còn cây mẹ không à? Cây mẹ nhảy con nè, mấy cục cục con rồi nè. Bài kia là một khu xương rồng để mà đúc chúng như thế này nè, đúc cái cục vô cái cây đó, thấy không? À, cái thân nó này là bỏ cái cục lên đúng không Trực? Rồi nó lên. Thằng nó đổ vàng kín hết cái này luôn. Đẹp hơn. Mà nó mới làm hôm nãy á. Đây là cái màu sắc nó cực kỳ đa dạng. Nó chỉ khác một tí xíu giờ cái viền thôi, là cái cánh hoa thôi. Em cũng có là hôm nay trên màu anh có cả màu luôn mà. Như ở mình có một cái bàn này mình chuyên trồng xương rồng để bán công nghiệp em ạ. Như là cây xương rồng trên cây xương rồng là đợt làm cho bác ái phải không? Đợt cũng nổi tiếng trồng cái loại mà ăn được á, xương rồng tay thỏi nữa đó. Đất hơi rồi chơi rồi xình sáng quá rồi. Mày nói về lại quê rồi. Quê hệ Phú Yên luôn. Chắc dễ, như này vậy. Rồi xương rồng đem về Phú Yên hết luôn. Rồi Thành Lý. Thì không biết nghe đồ, nghe thấy bạn nó chia sẻ như vậy thôi. Cái còn cụ thể như thế nào thì mình không có quan tâm. Mình chỉ phát triển của con bạn của mình thôi.